Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì trong clip này mình sẽ giới thiệu cho chị bạn đầy đủ từng những cái dòng mô tô có mặt tại cửa hàng ha. Địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Thì đồng hành giới thiệu vào trong này thì có anh Phong, sẽ hỗ trợ giới thiệu của mình Phong ạ. Xin chào tất cả anh em nha. Mình với Việt hôm nay cũng là cuối tuần rồi, sẽ báo full tất cả những cái dòng xe ở cửa hàng. Anh em mà yêu quý chiếc nào cần chi tiết hơn, anh em có thể alo trực tiếp qua cho mình qua số điện thoại là 092 770 và tứ quý 8 rồi. Mình sẽ giới thiệu từ ngoài này vào. Bữa nay thì đối với dòng Z thì mình có từ Z3 cho đến Z1000 nhé. Đấy, con đầu tiên Z300, Z1000. Con này thì nó là 2015, biển số 59 của Sài Gòn, đi được hơn 20.000 cây. Tất cả những cái xe ở đây thì mình đều bao rút hồ sơ cho anh em đầy đủ để anh em về sang tên nhé. Với những con này thì mình đang bán là 160 triệu. 160 Z900 thì còn 2 chiếc. Chiếc đầu tiên này thì nó là 2017, con này biển Bình Dương, 27 biển Bình Dương. Chiếc này thì đi hơn 40.000 và hiện tại mình đang bán ở mức giá là 140 triệu. 140. Rồi, con bên này Z9. Z9 này thì nó là 2019, con này biển số Sài Gòn, chạy hơn 20.000. Hai con Z9 này đều có đồ chơi, đồ zin đầy đủ cho anh em hết. Và con này thì mình đang bán là 154 nhé. Rồi, Z8 này. Z8 này thì nó là xe 2015. Chiếc này biển số 66 của Đồng Tháp. Đấy. Và chiếc này thì hiện tại nó chỉ có 103 triệu thôi. 103. Rồi, con này là Z6. Z6 thì nó là 2020. Con này biển số 60 của Đồng Nai và chiếc này hiện tại mình đang bán là 119 triệu nha. Z6 50. Con này đi được 17.000 cây, zin nguyên bản hết, có lên thêm chống đổ thôi. Rồi, ở đây thì mình có cái hàng CBR 650 rồi. Nó là xe 2021, đăng ký lần đầu 2021, biển số 59 của Sài Gòn. Chiếc này chạy 15.000 cây và hiện tại con này mình đang bán là 163 triệu. Đấy. Rồi, ở bên trong này, ở đây thì có CB500X. Chiếc này thì nó là 2020 và mình đã có sẵn hồ sơ nhé. Chiếc này đã có sẵn hồ sơ. Rồi, với chiếc xe này thì mình sẽ để cho anh em một cái mức giá, nó là 140 triệu. 140. Xe đi được 6.000, đồ chơi thì khoảng gần 30 cục. Rồi. Rồi, mình ra 650. Ninja 650 thì hiện tại mình đang có 3 chiếc. Chiếc đầu tiên này nó là biển Sài Gòn. Con này thì nó chạy được có hơn 3.000 cây thôi, 2021. Và sẽ để cho anh em một cái mức giá là 137 triệu. 137. Con tiếp theo thì nó là biển số Sài Gòn luôn. Con này thì chạy 14.000. Đấy, cũng là 2021. Và chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá, nó là 130. Gương kính các thứ là đầy đủ hết. Rồi, rồi con này. Chiếc này biển 81 của Gia Lai. Chiếc Gia Lai này thì đã có sẵn hồ sơ rồi, anh em là về sang tên thôi. Và chiếc này thì nó chạy được là 10.000 cây. Sẽ để cho anh em một cái mức giá, nó là 127 triệu. 127. Rồi. Trong này thì có Z4 này, Ninja 4 có đủ hết. Z4. Z400, chiếc này nó là biển số 67 của An Giang. Con này thì nó đang chạy được là 11.000 cây. Đấy. Lên Bo AK, lên Baga, lên chống đổ, lên khá là nhiều thứ. Và con này đang có mức giá là 97 triệu. 97 triệu. Với cái dòng Z4 này, bữa nay mình sẽ giảm thêm cho anh em 3 triệu một xe đi. 3 triệu một xe. Ví dụ như con này thì bữa nay sẽ còn lại cho anh em còn 94 nha. 94. Đấy. Và đây,
con này biển số Sài Gòn, con này chạy ít hơn, chạy 8.000. Đấy, con này thì sẽ để cho nhà mà bữa nay xuống còn 96 nhé, 96. Đấy, hai chiếc. Rồi. Qua Z3 luôn. Qua Z3 đi. Z3 thì có 3 chiếc. Chiếc đầu tiên là 28 biển số Đồng Nai, con này thì mình đang rút hồ sơ. Đấy. Ông nọ khách bán mà lại thích xin lại biển số cho đem về tự rút luôn. Này đang rút hồ sơ thì sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 57 triệu. Con này thì nó chạy được hơn 40.000, đồ chơi cũng khá nhiều. Rồi con này. Còn hai con này thì nó đều đồng giá là 60. Con gần mình đây nó là biển 83, 83 Sóc Trăng. Đấy, còn con kế bên thì nó là biển số 69 của Cà Mau. Rồi. Đây, ở trong này có Ninja 4 nữa này. Ninja 4 thì có 2 chiếc. 3 chiếc. Chiếc đầu tiên này nó là 2022. Con này thì nó chạy mới có hơn 5.000 cây thôi, biển Đà Nẵng. Biển Đà Nẵng thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế. Và chiếc này thì mình đang bán là 99 triệu. 99 triệu. Rồi. Ở bên trong này thì có màu đỏ. Màu đỏ này thì nó là biển Sài Gòn, đi 10.000 cây, 2019. Con này đang có giá 90. Đấy. 90. Màu xanh ở đây. Màu xanh này thì sẽ để cho anh em là 88, nó đi được 28.000 cây. Okay. 28.000 cây. Rồi. Con nào? Ở đây thì có một cặp này mới về, nó là XR 155. Con này thì có lên một số món như chống độ, rồi là bát đút gầm. Đồ zin của nó đầy đủ. Con này nó đồ theo kiểu này đẹp lắm. Đấy, anh em thấy. Này, phong cách này cực đẹp. Bình thường nó đi yên solo nó kia rồi. Nhưng cái này thì chủ xe vẫn để nguyên là chỉ đi nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà đồ thế zin, là cũng đẹp rồi. Đồ zin là đủ hết. Con này chạy được 6.000 cây. 6.639 cây. Con này sẽ để cho anh em là 65 triệu. Nó 65. Biển số Đồng Nai. Rồi, con bên này. Con bên đây thì sẽ để cho anh em 69. Con này thì nó chạy mới có 2.000. Rất mới. 2.000 cây. 2.000 cây biển số thành phố Hồ Chí Minh. 2.200 cây. Rồi. Phía bên trong này thì ở đây mình có dòng Vulcan 650S. Chiếc này thì nó là xe 2016 biển 95 của Hậu Giang. Con này thì nó đang chạy được là 10.000. Bộ độ, bộ zin có đủ. Và con này sẽ để cho anh em một cái mức giá là 130 triệu. Rồi. Ở đây thì có Rebel 500. Rebel 500 cực kỳ rẻ. Con này thì nó chạy được 47.000 cây. Và đồ chơi nó lên cũng khá là hầm hố. Sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 109 triệu. Giá cực mềm của Bell 500. Ok. Rồi, con này. Với Bell 300 thì còn 4 chiếc. Con đầu tiên này thì nó có 77 triệu thôi. Con này thì nó chạy được hơn 40.000. 35.000. 77 triệu. Đấy, con tiếp theo thì 82. Con này thì đi có 10.000 cây thôi. Đấy, nó là biển số 86 của Bình Thuận 2020. Đấy. Ở đây có màu đen nữa. Màu đen này thì nó là biển số của Sài Gòn, đi 12.000 cây. Và sẽ để cho anh em cũng là 82 triệu. Đấy. Rồi. Tiếp nữa. Nó là thằng biển Đồng Nai. Con này thì chạy 15.000. Và sẽ để cho anh em là 79 triệu. Bài chấn. Rồi. Rosan Phil. Rosan Enfield thì có 3 chiếc. Chiếc đầu tiên nó là bản Bullet 350. Con này thì biển Nha Trang, đi được 8.000, 7.000 mấy, 8.000 cây. Và đời 2018. Sẽ để cho anh em ở mức giá là 65 triệu. 65. Con này. Rồi. Tiếp đến nữa thì nó là biển số 61
của Bình Dương. Con này thì sẽ để cho anh em là 75 triệu, nó là Classic 500. Okay. Rồi. Ở đây thì cũng có một con Classic 500 nữa, nhưng con này thì nó là bản ABS xe 2021. Đấy. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 89 triệu. 89. Rồi. Con này là stick à? NV400. NV400. Con này thì nó cũng độ sơ lại cái kiểu dáng một chút, hồ sơ thì có sẵn rồi. Đấy. Hôm trước thì có một ông đặt cọc, ông không lấy được. Còn một ông thì lấy về rồi. Đấy, thấy nó nóng quá lại đổi sang dòng nhẹ nhàng hơn. Vừa nóng máy vừa nặng. Đấy. Con này thì giá nó chỉ có 80 thôi nha. 80 400. Rồi, ở đây thì mình có dòng MT03 thì có hai chiếc. Chiếc đầu tiên này thì giá nó chỉ có 62 thôi. Con này thì chạy 15.000 cây, biển số 68 của Kiên Giang. Đấy, 68 của Kiên Giang. Rồi. Còn con kế bên thì nó là biển số 71 của Bến Tre. Con đó thì đang rút hồ sơ. Đi 35.000 và giá nó chỉ có 57. 57 triệu. Rồi. Bên này có không? Ở đây Demon. Thì Demon bản GR200. Con này biển số 47 của Đắk Lắk. Đi 23.000 cây. Con này thì sẽ để cho anh em là 40 triệu nha. 40. 40. Rồi, phía đằng này thì mình có cái dòng Honda CB150R. Thì mẫu này có 3 chiếc. Con đầu tiên này là biển 86 Bình Thuận. 2020 và nó chạy được là 15.000 cây. Zin hết và sẽ để cho anh em là 63 triệu. 63. Con này, con đỏ này cũng là biển con này biển Tây Ninh đang rút hồ sơ. Con này thì giá 65. Con này đi ít ngàn cây hơn, con này đi 10.000. Okay. Tiếp tục con này. Còn đi ít nhất là con màu đen đó. Con màu đen đó thì giá nó chỉ nó là 69 triệu. Con này đi có 4.000 cây thôi. 4.000. Đó. Từ lâu không có anh em hỏi quá trời, bữa nay về lần 3 con. CB300 à? Neo Sport còn CB300 nữa. Thì chiếc đầu tiên này nó là biển 95 Hậu Giang đang rút hồ sơ. Con này thì giá 82 triệu. Đi được 10.000 cây. Rồi, con này kế bên đây thì nó là biển số 68. Con này thì đi 7.000. Và con này đang có mức giá là 83 triệu. 83. Đấy, một con 82 và một con 83. Con này là Vuvana. Vuvana 401 thì cặp này đang bán ở mức giá là 95 triệu một xe. Con đầu tiên này nó là biển số 60, con này chạy 10.000. Đấy, còn con bên kia thì nó là biển số 72 đi 13.000. Hai con đều đồng giá 95 triệu một chiếc. Rồi, anh em mình lên trên nhé. Hôm nay thì giới thiệu full hết nha anh em. Nên là cái video cũng khá dài, anh em chịu khó theo dõi nhé. Thôi, khá là chật chội. Đủ tất cả các dòng nữa ha. Ở đây nó là thập cẩm. Rồi, mình bắt đầu từ cái con đầu tiên này đi. Con này thì nó là CB150 Streetfire. Cái máy của nó y chang như thằng CBR đời 2019-2020. Nó chỉ khác nhau thằng Electric Bike và thằng Sport thôi. Hết xăng mất rồi. Con này thì đồng hồ thì chạy 6.000. Nhưng theo mình thấy thì con này phải chạy 10 mấy ngàn. Nhưng còn là 6.000 nữa. Và giá của nó thì chỉ có 35 thôi. Nó là biển 35. 68 của Kiên Giang. Đấy. Rồi, MSX. MSX thì con màu đỏ thì chỉ có 16 triệu. Nó là 2016. Con màu đen thì 20. Hai con đó là không bao rút hồ sơ nha. Rồi, tiếp tục. Ở đây nữa. Bell. Bell 125 mini. Con này thì nó đang có mức giá là 11 triệu. 11. Để cho anh em 10 triệu. Đấy, 10 triệu luôn. 10 triệu. Gdick Bandit. Bandit thì còn 4 chiếc. Chiếc đầu tiên này thì có sẵn hồ sơ rồi. Anh em về sang tên thôi. Và chiếc xe này sẽ để cho anh em ở mức giá là 25 triệu. 25 triệu. Rồi. Rồi. Vision. Vision 155. Chiếc này sẽ để cho anh em 30 triệu. Và con này không bao rút hồ sơ. Bao hợp lệ, chạy hơn 40 ngàn. Rẻ như mấy chiếc TVX này.
30 triệu đồng, bữa nay quá rí luôn, cái dòng này luôn. Rồi. Đây rồi. Còn con nữa. Con này cũng là Demon 200. Nhưng mà con này thì đi chỉ có 8.000 cây thôi, nên giá của nó đến 45 triệu. 45. Còn một con 40 và một con 45, hai con giống màu nhau hết. Ok. Rồi, ở đây thì có bàn đít. Bàn đít đây này. Con màu xám này thì nó là biển 86 Bình Thuận, đi được hơn chục ngàn, giá 33 triệu. 33. Màu đen. Màu đen này thì biển số 67 của An Giang, con này thì đi được hơn 20 ngàn và giá nó là 31. Màu đỏ đen. Con đỏ đen này chưa bán. Con này chờ giấy tờ về đã mới bán. Rồi, CBR 300 à. CBR 300 thì có hai đồng chí. Đồng chí đầu tiên này thì đã sơn lại rồi, đã làm máy rồi, đã phục hồi nhân phẩm rồi. Con này thì đang có giá là 40 triệu. 40. 40 triệu. Rồi, còn cái này. Đồng chí này thì zin hết toàn bộ. Đấy. Độ cây bô thôi. Và đang có giá là 50 triệu. Đấy, nó lệch nhau 10 triệu, hai con cùng loại cùng đời. Nhưng mà con máy zin con đã làm. Rồi, mình lại bắt đầu từ ngoài kia đi. Đấy. Này. Ok. CB Venza 150. Chiếc này thì nó đã có sẵn hồ sơ anh em nhé. Và có một cái vấn đề là nó độ lại một phuộc. Thông thường Venza thì nó hai phuộc. Con này độ lại một phuộc. Không. Và giá thì nó chỉ có 28 triệu thôi. Nó rẻ hơn những cái xe bình thường. Đây. Rồi, tiếp tục con MT15. MT15 thì đang còn 3 chiếc. Chiếc đầu tiên là biển số 66 của Đồng Tháp. Nó là 2020 và con này đi được hơn chục ngàn cây. Sẽ để cho anh em là 46 triệu. 46, con bên này. Hai cái em bên này thì cũng đều là 2020 luôn. Đồng giá 43 triệu. Một em là đi được hơn 20 ngàn, 27 ngàn. Một em 32 ngàn. Đồng giá 43. Rồi. Rất rẻ. Tepic. Tepic thì chiếc này nó là MLAP của Thái. Dàn áo thì sơn lại toàn bộ nhé. Máy móc zin ok, biển 37 của Nghệ An. Và chiếc này sẽ để cho anh em là 28 triệu. 28 triệu. Rồi. Tiếp tục, con bên này là FZ150. FZ150i thì con này nó là 2014, biển 76 Quảng Ngãi. Con này thì giá nó chỉ có 19 thôi. 19. Và con này cũng bao hợp lệ. Rồi, Benelli 175. Hình như bên anh chỉ còn mỗi loại này thôi, không còn loại Benelli 32 nữa. Benelli thì chỉ còn một mình nó thôi. 175 và giá của nó thì chỉ có 18 củ. 18. Đấy. Không bao rút hồ sơ. CB190F. CB190 này thì nó là biển số 70 của Tây Ninh. Con này thì nó độ một số đồ chơi nhỏ nhỏ. Hay nó lên thêm cái két nhớt. Còn bình thường nó là máy khô. Anh đang bận việc, tí gọi lại. Con này thì giá 32. 32. Rồi, GBX Razor 220 này. Razor 2020 biển Bến Tre. Và con này thì đang có mức giá là 30 củ. GBX Razor xe đẹp. Rồi, biển Bến Tre. Gentleman. Gentleman 200. Chiếc này thì nó là biển số 59 của Sài Gòn và giá của nó chỉ có 28 thôi. 28. Đấy. Rồi, Legion 200. Legion 200 thì có hai con. Hai con này đều biển 85. Và đều đồng giá là 30 luôn. Dạ. Đấy, hai con đều đồng giá và đều cùng một biển số 85. Rồi. Rồi. Ở đây thì có IB, IB biển Bình Dương 2018 và con này đang có giá là 30. Đấy. Rồi. Ở đây thì có Suzuki EN 150, con này thì nó là biển 70 của Tây Ninh. Và sẽ để cho anh em mức giá 25 triệu nhé. 25 triệu. GD. GD 110 thì có một cặp đều đồng giá là 16 triệu một xe. Và cặp GD này thì cũng không bao rút hồ sơ. Okay. Rồi. GZ 150A. GZ 150A thì cũng còn khá nhiều. Con đầu tiên này nó là biển Gia Lai 2019, xe rất đẹp và đang có giá là 55 triệu. 55. Còn cái em bên trong thì biển số 43. Biển 43 Đà Nẵng 2018, em này đang có mức giá là 48 triệu. 48. 2018 thôi. Đây, ở đây là loại con Fusan 200 này, giá 28 triệu bao hợp lệ. 28. Con này biển Tiền Giang.
dòng này thì nó là 200cc, sản xuất tại Ấn Độ nhé. Sản xuất tại Ấn Độ, ABS các thứ đầy đủ, rất rẻ, 28 triệu. Rồi, con này. Vâng, ở bên trong nó là GZ biển 61 của Bình Dương. Con này thì nó là đời cao, đời 2017. Nhưng mà nó lại ngoặt cái là nó đã làm máy rồi, làm lại đầu nằm rồi. Và cái thứ hai nữa là không bao rút hồ sơ, nên cái mức giá của nó chỉ có 35 triệu thôi. 35, ừ. Tiếp tục, con này. Con bên trong này biển số Cà Mau. Cà Mau con này thì nó là 2018 và đang có mức giá là 48 triệu. 48 triệu. Việt Black ở đây mình quay luôn phần trong này. Ở đây thì có mấy cái nàng beo, beo đến từ Trung Hoa. Em đầu tiên thì nó là biển Đà Nẵng 170. Và cái em đó sẽ để cho anh em là 20 cục. 20. Nói chung là máy móc ok, nhưng mà dàn ngoài thì nó bình thường, để anh em muốn đẹp thì dọn thêm. Đấy. Ở đây thì em này 125, nó là biển 68 của Kiên Giang. Thì giá của nó sẽ để cho anh em là 17 cục. 17, con này. Đấy. Em Vento này đến từ Mỹ Tho thì sẽ để cho anh em mức giá là 17 luôn. 17 luôn. Đúng rồi. Avenger. Kawasaki Fusan Avenger của Ấn Độ 220cc. Thì con đó đang có giá là 40. 40 nha anh em. Biển số Sài Gòn đi 10.000 cây. Nha. Kiểu dáng rất đẹp. Rồi. Rồi. Con này. 2017 biển số 84 của Trà Vinh. Con này sẽ để cho anh em là 42 triệu. 42. Rồi. Con này. Em đó thì sẽ nào? Như nó biển Tây Ninh. Ấy ồ, nó chặt. Biển Tây Ninh này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 45, 27. 45. Rồi, con này. Thêm con nữa 28, 45 luôn, biển An Giang. Có hai con này không có thùng đúng không? Không thùng. Có mấy con không thùng ạ? 3 con. Nhiều lắm. Đây nữa. Đây, 4 con không thùng. À, 4 con không có thùng. Con này cũng 27 luôn. Giá này nó chỉ có 32 thôi. À, 42 chứ nhỉ. Rồi, mình sẽ lên lòng trên nha anh em. Quá trời xe luôn. Em này nữa. À, con này đấy chứ quên. Em này đang rút hồ sơ 48 củ. Xe rất đẹp. Đẹp lung linh luôn. 28. Rồi, anh em mình lên trên nha. Đây. Xe thì nhiều lắm. Anh em nào rảnh rỗi thì mình cứ ghé tới cửa hàng mình tham khảo á. Nói chung là cứ 300 đồ xe mô tô. Còn mà mấy cái dòng xe anh em đổi ra bán thanh lý như dòng Ad Winner, Sightseer Rider thì cũng quá trời, bữa mình báo lên cho anh em á. Rồi, cái này thì món này hôm qua mình với Việt cũng đã làm một cái video rất là chi tiết rồi, mình sẽ báo tổng hợp lại thôi. Với R15V3 thì hiện tại đã có mức giá từ 33 cho đến 47 triệu. Nó gồm khoảng 70 xe. Nó có đời từ 2018 cho đến 2022. Nó có màu đen nhám, đen bóng. Vàng đen, xanh xanh bạc. Đen, xanh bạc, xanh đen. Vàng đen, vàng xám, trắng. Đấy. Cam đen, cam đen. Rồi đỏ. Rồi. Ở đây thì có một chiếc nó nằm lạc loài một chút, mình quay luôn. Nó là CBR của Thái 2012. Và chiếc này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 20 củ. 20 thôi anh em. Đấy, CBR Thái của này rí. À quên, con đó là không bao rút hồ sơ. À không bao nha. Rồi, còn ở đây thì cái Godic bản R. Su bản R thì sẽ để cho anh em ở cái mức giá là từ 24 cho đến 33 triệu. 24 33. Có gì tí mình sẽ ghim cái link mà hôm qua mình quay cái dòng này anh em. Yeah. Ở bên dưới cái bình luận của cái clip này, anh em nào mà cứ muốn quay là R15 này, CBR này và Godic thì cứ vào đó mình xem chi tiết ha. Rồi. Cái em nữa là em CBR 150. Em này thì của Indo. Cái hàng này của Indo hết. Cái mẫu mà 2022 ấy thì nó có màu đen nhám này, màu đỏ HRC này, màu đỏ đen. Đấy, và mấy cái em này thì đang có mức giá dao động từ 43 cho đến là 53 củ. 3 tháng 53. 53 củ là anh em mua được xe đi 200 cây. 200 cây là 53. Đâu nhỉ? Em này à? Đúng rồi, em này. Đi có 200 cây thôi, nó là biển số 63 của Tiền Giang. Còn mấy chiếc khác thì nếu mà cái chiếc rẻ nhất là đi 27.000. 43 củ. Rồi. Đó. Đây. Cái mẫu CBR đời 2018 2019 thì đang có giá từ 30 cho đến là 36 củ. Đấy. Tất cả những cái xe này mình bán là đều có trả góp hết nha.
đều có trả góp. Ví dụ như CR này thì anh em cái mẫu cũ này anh em trả trước khoảng 6-7 củ là được. Mẫu mới thì anh em trả khoảng chục củ trở lên là được. Còn R15V3 cũng trả từ 6-7 củ trở lên là được. Rồi, V2 này. V2 thì có 3 em. Em đầu tiên này thì 27. Có sẵn hồ sơ rồi, về đăng ký luôn. Em này thì 26 củ. 26. Rồi, còn hai em kia thì 23, 24. Một em màu đỏ này là biển Đà Nẵng. Em bên trong kia thì của Đồng Nai. Hai em này đều 20 củ và không bao rút hồ sơ. Đấy. Thì video hôm nay có lẽ là mình với Việt cũng giới thiệu đến đây thôi. Anh em mà quan tâm đến chiếc nào cần chi tiết hơn, anh em cứ alo. Rồi, xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em vào video sau.